Nếu mà mình hái về nhiều á thì mình sẽ lưu trữ, bảo trữ khoảng 1 tuần, mình sẽ ăn được 1 tuần. Thì Nhiều này là 2 lần nè, nhiều mình rửa như sơ đây nè, mình nhẹ sẽ ăn nhẹ, được 2 lần. Thì sẽ hướng dẫn quý vị cách rửa nhẹ bảo nhẹ quản nè. đi, rửa nhẹ nhẹ đi rồi cách chừng nào mình xài thì mình rửa lại. Đó, mình rửa nhẹ nhẹ để cho nó ra bụi. Mẹ bắt đầu chưa con? Rồi rửa lần cho nó Ăn tươi. tươi nè, ra với cái bụi cát. Khi nào mà mình ăn thì mình rửa sạch lại 1 lần nữa rồi mình hấp. Rửa nó tươi. Như đây là 2 lần ăn nè. Rồi mình bỏ ra cho nó khô ráo ha, cho ráo nước đi. Nó À, còn dư lắm nhưng mà mà quý vị nó tươi nhớ thôi. khi rau này mà ăn á thì mình Nó hái mấy cái là rau non nha, rau non già nghĩa thì là nó ngon rồi nhám đó. lắm, rất là khó ăn. Mình chỉ lấy lá thôi và đọt non thôi. Rồi bây giờ mình thử nè, mình cho vào tờ giấy, rồi cho vào cái bịch, cột cái miệng bịch lại, bỏ vào tủ lạnh để dùng được 1 tuần. Có thì mình hái dành đi dành vậy nè, như đây 1 2 lần, Một cân lần 2 lần đi, cân 2 lần rồi mình cho cân mình, thử 2 lần cái nó nặng bao nhiêu ha, tại hôm nay nhắm chừng ha, để khi mà mình ăn thì nó là khoảng 3 đũa có rau của mình á, cân gấp khoảng ba ba đũa ba lần rau luộc của mình á, mình rau. À, gấp bỏ lên cân cân thử. đó vậy đó, rồi cắt đó. Như đeo 2 lần nè. À, nặng nhiều mình cả thử nha. Không Tầm phẩy 1 1 1 9 tới 20 đi. kg hả, tức là Tính 120 120 gram đó, đi. À. 120 gram nha quý vị, Chia 2 lần. chia 2 lần là 1 lần khoảng 100 gram đó, tại tính luôn cái bịch với này nữa, tức là khoảng 100 gram ha. Bụng quá không có đi ăn hộ. À, đây là 120 gram, tính luôn cả bịch và giấy Chia ra thì làm 2 lần chia làm nha. 2 lần, mỗi lần khoảng 6 g. 50 gram. Thử ăn thử cái này ra sao nha, cái da cái lá nó hơi nhám nhám nè. Chia đây là để ăn 2 lần. Có 1 ngày 1 lần hoặc 2 lần thôi. 2 lần đi, ngày 2 lần đi. À, nhưng mà 1 tuần lễ nó vẫn còn nguyên nè, mỗi lần ăn mình lấy ra rửa lại. Cái mùi của nó thì cũng không có khó ăn đâu quý vị, mùi nó cũng không đắng nè, hơi hơi có mùi thôi, hơi hơi có mùi tí xíu, mùi cỏ tí xíu thôi chứ còn nó không có đắng ha, nó hơi chua chua, nó hơi hơi à chứ không nhạt nhạt. Rồi ngày mai mình sẽ cho quý vị thấy được cái cách chế biến nè, quý vị chú ý theo dõi nha, và cái liều dùng mình sẽ ăn thử cho quý vị thấy. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi video, chúc quý vị nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bây giờ mình đem vô tủ lạnh cất đi. Rồi xong nha. Cái này bỏ ngăn rau phải không ạ? Rồi quý vị thấy nè, mình bỏ ngăn mát đi. Rồi có thể bảo quản được 1 tuần nha.